Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đội cảnh sát giao thông đường bộ tuyến quốc lộ 19 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định liên tục ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề nồng độ cồn để đảm bảo trật tự an toàn giao thông qua tuyến. Công việc cũng may uống một hai ly, cũng không may nhiều nhưng mà hay có một tí. Em biết nhưng mà em muốn tới mức độ ít một tí thôi, không có nhiều nhiều. Một hai ly thôi anh, không em không uống nhiều. Sau lần này em không sử dụng rượu bia nữa, tách bỏ luôn. Em nói thiệt, sau này không bao giờ em xin tờ cầu danh dự của anh là cơ cao danh pháp nhà nước, không bao giờ em tái phạm một lần mà nào duy nhất một lần đó. Tại vì đã lái rượu, đã uống rượu bia là không lái xe là cái đó nhà nước là nói là đúng. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ tuyến quốc lộ 19, để không bỏ lọt trường hợp vi phạm, lực lượng cũng thường xuyên thay đổi địa điểm để kiểm tra xử lý vi phạm.